tiết lộ Porsche Macan mới, phân tích các con số ấn tượng. Porsche đang chuẩn bị cho sự ra mắt của chiếc SUV hoàn toàn điện của mình, và những con số từ giai đoạn kiểm tra là đáng kinh ngạc. Hãy xem xét kỹ hơn về các con số chính mà làm nổi bật sức mạnh của chiếc xe điện sắp tới. 1. Quãng đường kiểm tra hơn 3,5 triệu km. Sự cam kết của Porsche đối với sự hoàn thiện rõ ràng qua chương trình kiểm tra đầy đủ, nơi các mẫu thử nghiệm Macan đã đi được một quãng đường ấn tượng hơn 3,25 triệu km. Kiểm tra chặt chẽ này đảm bảo độ tin cậy của xe dưới nhiều điều kiện khác nhau. 2. Hệ số aerodynamic CW giảm đáng kể xuống 0.25. Hiệu suất gặp thiết kế trong Macan mới với hệ số khí động học giảm xuống ấn tượng 0.25 từ mức trước đó là 0.35. Điều này là một minh chứng cho sự hợp tác mượt mà giữa đội ngũ thiết kế và động học của Porsche. 3. Tầm hoạt động hơn 500 km, tiêu chuẩn WLTP. Lo ngại về tầm hoạt động trở thành điều của quá khứ với Macan, có tầm hoạt động hơn 500 km theo tiêu chuẩn thủ tục xe hạng nhẹ thế giới, WLTP. Điều này đảm bảo rằng Macan sẵn sàng cho hành trình dài. 4. Dung lượng pin 100 kWh, 95 kWh có thể sử dụng. Là nguồn năng lượng cho Macan là một viên pin lithium dần có dung lượng 100 kWh nằm ở dưới đáy, cung cấp lên đến 95 kWh dung lượng có thể sử dụng. Dung lượng pin đáng kể này là nền tảng cho hiệu suất và tầm hoạt động ấn tượng. 5. Tốc độ sạc lên đến 270 kW. Việc sạc Macan là một quá trình nhanh chóng, với khả năng sạc với tốc độ lên đến 270 kW tại các trạm sạc 800V. Trong thực tế, điều này chuyển đổi thành việc sạc từ 10% đến 80% trong ít hơn 22 phút. Công suất động cơ hơn 450 kW. Các động cơ điện của Macan không phải là điều có thể đánh giá thấp, cung cấp hơn 450 kW công suất. Những động cơ tự hồi của nam châm vĩnh cửu này đóng góp vào hiệu suất và hiệu quả cao của xe. 7. Mô men xoắn quản lý Porsche hơn 1.000 Nm. Hệ thống quản lý mô men xoắn của Macan đảm bảo phân phối công suất tối ưu, cung cấp hơn 1.000 Nm mô men xoắn. Điều này đảm bảo một trải nghiệm lái xe phù hợp với danh tiếng của Porsche về hiệu suất. 8. Hệ thống lái 4 bánh động cơ có chiều hướng về bánh sau. Hệ thống lái 4 bánh động cơ có chiều hướng về bánh sau đảm bảo rằng Macan vẫn giữ đúng với bản chất thể thao của mình. Cấu hình này cải thiện cả hiệu suất và ổn định, khiến mọi chuyến đi trở nên thú vị. 9. Các tính năng khí động học hoạt động. Macan tích hợp các yếu tố khí động học hoạt động, bao gồm một cánh spoiler sau tự động triển khai và các lá mở nắp làm mát hoạt động. Những tính năng này đóng góp một cách đáng kể vào hiệu suất tổng thể của xe. 10. Phạm vi kiểm tra nhiệt độ từ -30 đến +50°C. Macan được xây dựng để chịu đựng nhiệt độ cực kỳ, trải qua các bài kiểm tra từ -30°C ở Scandinavia đến +50°C nơi thung lũng Death Valley, California. Điều này đảm bảo rằng xe hoạt động đáng tin cậy trong nhiều loại khí hậu. Tóm lại, chiếc Macan mới của Porsche không chỉ là một chiếc SUV điện, đó là một kỳ công của kỹ thuật, đẩy ranh giới của hiệu suất, hiệu quả và thiết kế. Khi nó chuẩn bị bước ra sân khấu thế giới, rõ ràng rằng Porsche đã tạo ra một chiếc xe sẽ đặt ra các tiêu chuẩn mới trong thị trường SUV điện. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin khi Macan 2025 ngày ra mắt.